Sáng nay, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị sơ kết biểu dương cán bộ viên chức lao động tiêu biểu của năm 2012 và chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, bà Nguyễn Thị Tô Châu, Phó Bí thư quận ủy và đông đảo cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động của quận. Tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, ghi nhận những thành tích của Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đã thực hiện tốt trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận phải luôn sát cánh cùng với công nhân và doanh nghiệp, định hướng cho họ hướng đi đúng đắn và sẵn sàng giải quyết những băn khoăn thắc mắc. Ông cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp cần quan tâm sâu sắc hơn tới cuộc sống của công nhân, hỗ trợ cho công nhân nâng cao tay nghề, giúp họ được tự do sáng tạo phát triển. Hội nghị đã tuyên dương 23 doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác chăm lo tốt đời sống công nhân, hỗ trợ công nhân nâng cao trình độ học vấn, tay nghề và làm tốt nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho ban chấp hành công đoàn cơ sở hoạt động và không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh cũng tuyên dương 96 gương tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, những người thợ quản lý giỏi tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giáo dục, y tế.